Và bây giờ vở kịch của chúng em xin được phép bắt đầu. Cảm ạ. Dạ. Trời ơi, sửa soạn nhanh đi con. Hoàng tử sắp đến làng của chúng ta rồi. Con là sửa soạn chậm như vậy thì làm sao mà con lọt vào mắt xanh của hoàng tử được? Mẹ ơi, mẹ thấy con được chưa? Trời, xin một vòng đi con. Trời ơi, đẹp quá. Một bộ đồ đen này, mẹ thấy con đã đủ đẹp để có thể chinh phục được hoàng tử con chưa? Con yên tâm, sắc đẹp của con được thừa hưởng với sắc đẹp của mẹ, cho nên chắc chắn hai mẹ con của chúng ta sẽ lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Con sẽ được lọt vào mắt xanh của hoàng tử, con sẽ được làm hoàng hậu, còn mẹ sẽ là mẹ hoàng hậu. Thôi đi đi con. Mẹ, con thấy nam thanh nữ tú là ai cũng được tới, hay mình cho chị tắm đi chơi với? Bậy bạ không à, con nghĩ sao mà cho con tắm đi được? Nhan sắc của hai mẹ con mình nó giống như là Thúy Dân với Thúy Kiều vậy đó. Không, nếu mà giờ cho con tắm xuất hiện nữa thì mình biết ví tắm giống như ai đây? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, nhỏ ơi, thật là sung sướng. Mẹ, mẹ ơi, ôi thật là sung sướng mẹ ơi. Mẹ kêu con là rửa dọn nè, quét nhà lau nhà nè. Con làm hết rồi. Nấu cơm chưa con? Cơm cháy có luôn rồi. Cho heo ăn chưa con? Dạ con luộc heo luôn rồi. Được rồi. Nhưng mà bây giờ mẹ ơi, khoan mẹ ơi, bây giờ triều đình ban chiếu chỉ xuống là chúng ta chuẩn bị á. Mẹ biết phải không? Em biết được phải không? Mẹ ơi, hãy sửa soạn cho con đi mẹ. Bây giờ cái nét mặt của con nó thô sơ quá rồi. Mẹ phải sửa soạn cho con đẹp, mẹ hiểu không? Mẹ hiểu rồi. Mẹ không có phải là không công bằng với con, nhưng mà con nhìn thấy đó, nhan sắc của em dành quá dở phải không mẹ? Bây giờ cái nhan sắc của con á, nó giống như là nở, như làm sao mà đi được? Ý mẹ nói là tên tắm mà cái dạng là con nở hả? Đúng rồi, con thị nở đó. Cho nên con ở nhà đi con. Không mẹ. Được rồi, để cho nó tâm phục khẩu phục. Con, vừa lấy đồ mẹ ra đây. Dạ. Trong chuyện cổ tích thì mẹ cám đã đổ gạo thóc lẫn lộn vào nhau. Còn bây giờ gạo thóc thì con lẹ lắm mẹ hả? Con, cái này không phải gạo thóc con. Ở đây là hạt chia và hạt é. Trời ơi, lựa đi con. Chia ra chia, é ra é, xong rồi con được quyền đi dự hội. Con nè, lựa xong chắc lé con mắt luôn á. Lựa đi con, mình đi nha. Trời ơi, trời ơi, hỡi ơi, ông Bụt ơi, ông Bụt, ông Bụt hãy thả chim xuống đây đi, thả chim xuống. Hiện đại quá, chắc ông Bụt hết rồi. Mở Pokemon ra kiếm chim cái được. Ôi, loa, trời ơi, hoàng, nhanh đi con, hoàng tử đã đem đến làng của chúng ta một chiếc hài, ai mà thử được? Hả? Hài của con nào mà thua vậy? Hài của hoàng tử đó, ai mà thử được chiếc hài sẽ được làm vợ của hoàng tử. Thử đi con. Dạ. Khoan, em à, em phải nhường chị chứ. Tê đi ra. Con, cái của em mà mẹ. Trời ơi, trong chuyện á là con thử vô cái ọt cái là dính là con làm hoàng hậu luôn. Nói chung á, con mà làm hoàng hậu á là mẹ sẽ được hưởng sái, em sẽ được hẳn hưởng sái liền. Không vừa con. Nhưng mà trong vậy là phải vừa. Nhưng mà bây giờ nó không vừa. Thử đi con. Đi. Cám ơi, cám của mẹ thử đi con. Cố lên, chuyện nó đã thay đổi rồi. Mẹ ơi, mẹ vừa không con? Để chân xuống đi. Mẹ là con vừa rồi. Vậy là con gái của mẹ đã được làm hoàng hậu rồi. Làm hoàng hậu. Ủa xin lỗi nha, trong chuyện cổ tích á là con này mới được làm hoàng hậu, tắm được hoàng hậu này chết, tạm thời ngất xỉu, cấm đứng lên, nghe chưa? Ủa rồi còn mẹ sao con? Mẹ hả? Đi tu đi. Trời ơi, từ bây giờ á con sẽ là hoàng hậu. Cái này á nó chỉ là một hình thức thôi, mẹ hiểu không? Thấy chưa? Con á sắc nước hương trời, thấy không, lung linh mặt đất, con phải làm hoàng hậu đế vương đó. Thôi ông nội. À, dạ. Dạ mô Phật. Ông nội. Thiện tài. Dạ từ nay con nguyện sẽ tu hành. Dạ con vẫn giữ nguyên chích đoạn tấm cám đúng nguyên mẫu. Quý vị nào yêu thương xin like cho đội của con. Mẹ con xỉu.